Hello, xin chào bạn, lại là mình đây. Xin chào bạn đã quay lại cái video tiếp theo của mình. Bây giờ đang là khoảng độ 2:15 và hôm nay mình sẽ có cái quay ở mấy thằng bạn mình. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái buổi chiều ngày hôm nay cho bạn xem, ok. Thì bây giờ có lẽ mình sẽ phải đi thang bên mấy chị mọi thằng anh cái máy quay á. Cái video này thì mình đang vlog lại bằng chiếc điện thoại này, nên còn cái máy của mình thì mình đã để ở trong ba lô rất ngại mà. Ok, hôm nay mình sẽ lại dùng cái macro màu đỏ này để nó hợp tông với cái áo của mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Ok, let's go baby. Em tôi đã tập trung ở Hồ Tây rồi và chúng tôi sẽ di chuyển đến một địa điểm sắp tới, các bạn sẽ biết. Chờ chúng tôi nhá. Ok, để thực hiện những shot quay tiếp theo nhá. Tôi vừa đi mượn được quả máy ảnh của anh trai tôi rồi. Mai là dự định có một buổi chiều là quá ok. Đây chính là người bạn phi từ Hà Nam về để chơi với anh em. Quá ok. Hơn 60 cây số lên đây để chơi cùng các bạn. 5.000 nhé, tôi mua 5 lon bia với 5.000. Và tôi mua 5 lon bia San Miguel 5.000. Ok. Cảm ơn anh nha. Ok. Anh em được chưa? Set up đi. Ok, và anh em của tôi đã di chuyển đến địa điểm. Hôm nay chúng tôi đã làm vài shot hình đêm nay hoàng hôn rất là đẹp nha. Đâu có. Rồi, khi sao? Có thì sẽ đẹp, nhưng mà không có thì... Ui, khó nhìn thấy hoàng hôn ấy, khép khẩu ấy. Đấy, nhiều mây ấy. Ok, ui, hôm nay hoàng hôn rất là đẹp luôn. Hôm nay bọn tôi gặp lại nhau sau khoảng độ mấy năm rồi. Mấy năm tôi đã không gặp với nhau mấy năm rồi. Khoan, từ từ để vlog giới thiệu từng người. Ok, okay, đây là hot boy Nguyễn Văn... Ngô Tuấn Duy. Ngô Tuấn Duy, ok. Ok, ok, đây là cầm tóc thẳng nha. Ok, đây là bạn tôi từ Hà Nam lên vượt 67 cây để đi chơi với anh em. Ok, đi về đây. Ngày tan chậm đều cần mong trời còn sáng thêm dịu. Ta về một vơ bóng đêm còn một quận một mực quận thêm. Ta hút cũng nhiều dòng, ta cũng lạc dần, nhưng vẫn toàn là lính của tao. Lão tao đã chân lạc vận thể. Dù cho mai cũng bận cùn, cấp của tao nó khác rồi. Thần thái lời của tao là thần chú, nhưng mà cũng bình thường thôi. Khi luật sư gửi lời chỉ buồn tới thân chủ, khẳng án ngoài đời tao thua. Ngoài đời đeo có vua đeo có ngai, nhân chứng với nó đeo nhận diễn ra mà vẫn linh ám. Với mình một ông ngong ngáo và phiên tòa, mà ba cái chuyện trinh thám mất cả chủ tọa. Tao và cả ông anh chỉ biết ông mặn như kiểu chơi hoa. Ngày tan nhưng mà thôi không sao, buồn tôi hút cơn xa. Vui nhận ra đời có nhân quả thôi, thì cuộc đời cho gì mình lấy nấy. Hào qua nhiều lúc hắt ra từ bãi bầy nhầy khi chạm tay bọn mày. Thì tao có một bãi nước đái vào làm cháy rồi để bọn mày chết tiếp như lúc thiêu thân ở trong đấy. Nhà tao kia như sông biển, nhà bọn mày như cơn mưa mà chỉ là mưa bóng mây. Đấu máy dự định đầu tiên của anh em tôi là đi sang World City, và nó đang có một cái gọi là cái triển lãm. Những giấc mơ kéo dài trong thành phố đấy, có một cái triển lãm đấy. Và nhưng mà cơ bản là sau một hồi mà gọi là ảnh hương tí xong, bọn tôi quyết định là không giờ đi ăn, không về đi cà phê. Theo lời bạn Cường là... Theo lời Cường là đây chính là quán bún và là ngon hết nút luôn. Ngon quên lối về. Ok anh em, đây là bọn tôi vừa gọi ra một suất bún... bún niêu rất là háo hức, về đợi đợi cô làm thêm một một niêu. Anh em về, anh em tôi sẽ gọi chiến đấu trước cái quả niêu nhá. Anh em sở 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 ấy quả xô xì xịch luôn nhỉ. Ok, ăn mùa đông là tôi mọi người đến số 2 Nguyễn Biểu nhá. Quán đông cây của cô Mai, cô chỉ mở tối thôi, cô chỉ mở tối nha. Quá ok luôn.